Dạ ba mẹ em ly dị rồi anh, em sống từ nhỏ. Cái này là nước mắm này là em tự làm hả? Dạ đúng rồi, cái này là muối ớt đỏ. Chào cả nhà nha. Hiện tại em với lại Tấn đang đi lấy càng cua ở dưới quê Tấn gửi lên này cả nhà. Thì ở này là ở dưới An Giang gửi lên. Này là ở dưới An Giang gửi lên hả Tấn? Còn cái kia An Giang thì gửi lên rồi. Ở Giang gửi lên rồi hả? Còn này là một phần ở dưới này là ở đâu gửi nữa? Là ở Sa Đéc. Sa Đéc hả? Dạ. Giờ tụi em sẽ lấy hàng xuống nha cả nhà. Tiếp đó là sẽ về nhà và chế biến. Thì em sẽ quay lại quá trình chế biến càng cua của Tấn cho cả nhà xem luôn. Cái này là những cái nguyên liệu mà để mình luộc cua hả? Là dạ đúng rồi, cái này là những nguyên liệu để được cua. Dạ, thấy có lá chanh nè đúng không? Dạ. Lá chanh, sả với lại nước dừa nè. Thường có lá ổi đó nhưng mà bữa nay em kiếm không có. Đây này có nước chấm này, em làm sẵn rồi đúng không? Dạ đúng rồi, làm sẵn. Đây nha, đây là nước chấm tỏi ớt nha. Này là nước mắm này là em tự làm hả? Dạ đúng rồi, cái này là muối ớt đỏ. Muối ớt đỏ hả? Dạ, ở đây không có nước mắm. À, vậy nãy anh tự nước mắm chứ. Dạ. Muối ớt đỏ là sao ta? Cái nó cũng như muối ớt xanh vậy đó anh, nhưng mà muối ớt xanh thì nó có được, nó có sữa. Ừ. Còn cái này thì nó chỉ có ớt. Cái này là mình tự học công thức mình làm hay sao có? Dạ, cái này là cô nhỏ em nó chỉ với em. Ừ. Anh vậy là anh tưởng là nước mắm này, không phải là muối ớt đỏ. Dạ cái này là muối ớt đỏ. Ồ, nó kẹo nhìn đã quá ha. Dạ. Chứ mà nước này nhìn nó hấp dẫn á, ngon á. Hôm qua anh có ăn thử rồi, rất là ngon. Dạ. Cái này mình làm sao mình có thắng lại không? Dạ không anh, cái này là đường với muối. Đường với muối thôi đúng không? Với ớt anh, với tắc. Đó đây là em luộc bằng nước dừa hả con? Dạ đúng rồi, em luộc bằng nước dừa với sả, với lá chanh, lá ổi, ớt. Mà bữa nay á, thường có lá ổi nữa nhưng mà bữa nay kiếm không có. Để ngoài em con luôn ha Ti. Còn mấy cái lá chanh này nó sẽ bán được cái mùa cua ha. Dạ đúng rồi anh, lá chanh này nó bán được cái mùa cua. Với lại nó làm cho cái nồi nước mình nó thơm hơn. Con cua mình nó thơm hơn. Nó không còn cái mùi rong, mùi rêu nữa. Này em để nước cho nó sôi lên tí xíu là em đổ cua vô. Em lên đây được bao nhiêu năm rồi? Vậy em lên cũng được 4 năm rồi đó. 4 năm. Dạ. Ở dưới quê là em ở Kiên Giang hả? Dạ đúng rồi, em ở Kiên Giang. Quê biển anh biết không? Anh có về Kiên Giang chơi lần nào chưa? Chưa, anh chưa về Kiên Giang nào, nhưng anh có coi thôi. Dạ. Rồi ở dưới gia đình sao, ba mẹ sao? Dạ ba mẹ em ly dị rồi anh. Em sống từ nhỏ, từ lúc 15-16 tuổi tới giờ. Em sống từ một mình từ năm 15 tuổi tới giờ luôn. Dạ. Em đi làm đủ nghề chứ, đó là nào là quán nhậu ở Cà Mau nè. Rồi em đi làm một phục vụ nhà hàng cũng có, đi làm quán bar, nói chung là cái gì em cũng có hết trơn. Em làm được hết, bán chợ cá này kia em cũng có làm nữa. Rồi em lên Sài Gòn là được 4-5 năm rồi. Dạ đúng rồi, 4-5 năm rồi. Thì do cái dịch Covid-19 này nè, nên chỗ em á không còn làm nữa, với tạm ngưng hoạt động á, nên em chuyển sang buôn bán kiếm sống qua ngày nha. Thì em bán cái cua này được bao lâu rồi? Dạ cũng theo như anh biết là 4-5 ngày rồi. 4-5 ngày nay đúng không? Dạ 4-5 ngày nay, cũng khoảng được một tuần rồi đó anh. bán riêng với ngành mua bán này luôn. Dạ. Hồi xưa là mình có từng mua bán kinh doanh giống vậy chưa? Dạ ngày xưa em cũng có mở quán trà sữa với gọi đu đủ thi thi á anh. À. Nhưng mà em làm ở dưới quê, rồi làm xong rồi cái thời gian cái nói chung là buôn bán không được á, với vô cái đợt bão á, rồi cái em không còn bán nữa, nói chung là không còn vốn. Tại vì bão là bão đâu có bán được đúng không? Dạ đúng rồi, bắt đóng cửa, nhưng là năm rồi là bão lớn lắm, tại vì quê em ngay vùng biển mà. Rồi em hay thường về quê không? Dạ, về quê thì ít lắm anh, thường thường là khoảng dạo cuối năm là em mới về thôi. Cuối năm mới về? Dạ. Chứ mấy năm nay là em không có về quê, khoảng 3-4 năm mà. Em ăn Tết ở trên này không ạ? Hoặc là đi làm, nói chung là Tết mấy năm nay là đi làm xuyên suốt, không nghỉ ngày nào hết. Thì theo anh được biết đó, là em là cũng là một trong những bạn trong cộng đồng LGBT. Đó, thì hiện tại thì cộng đồng mình cũng nó cũng lớn mạnh rồi, chứ là nó cũng phát triển rồi, mọi người cũng chấp nhận rồi. Đó, thì cũng được mọi người yêu quý. Thì em có thể chia sẻ là cái khoảng thời gian nào mà em nhận biết được cái giới tính của mình không? Năm 15 tuổi em đã biết rồi. 15 tuổi. Dạ. Yeah. Em đã biết xác nhận cái giới tính của mình rồi mà từ... Thì trong khoảng thời gian từ đó tới giờ nó có cái khó khăn hay là nó có cái biến cố gì đó như không? Khoảng thời gian từ đó từ 15 tuổi tới bây giờ nè. Dạ cái biến cố nhất là nói chung là ba mẹ em ly dị á, em hơi buồn nên em không muốn về quê. Dạ. Với lại em là một người rất là mạnh mẽ, sống không muốn nhờ cậy ai nhiều, không muốn nhờ cậy ba mẹ. Đa số là thấy mấy bạn trong cộng đồng thì rất là giỏi luôn. Dạ. Là bạn nào cũng có một cái chung là mạnh mẽ nè, rồi cũng có kiếm được cái nghề riêng. Đó thì anh cũng mong là trong cái khoảng thời gian sắp tới thì em cũng sẽ phát triển cái công việc của em nó tốt hơn. Dạ. Đó, còn bây giờ là hiện tại bây giờ là Tấn bắt đầu đang bỏ cua vô cho cả nhà. Nên là càng cua nha, chuẩn bị cho một tí xíu nữa là mình đem ra mình bán. Cái cua này mình luộc khoảng bao lâu thì nó chín hả Tấn ha? Dạ này em nhắm chừng nhưng mà khoảng 15 phút đến 10 phút là nó chín rồi. Ừ. Tại vì hải sản nó nhát lửa lắm. Thơm quá. Nó có cái mùi xả với lại lá chanh. Cái nồi này hơi nhỏ nè. Dạ đúng. Phải mua thêm cái nồi lớn nữa đó. Dạ. Tại vì em cũng có chia sẻ với trên clip đó, tại vì dịch Covid-19 này em không có thất nghiệp, không có làm gì được. Tại vì em cũng không có vốn nhiều đó anh. Ừ. Từ từ mọi người sẽ ủng hộ mình rồi sẽ có một cái nồi lớn để mình phát triển cái nghề của mình hơn. Dạ. Yeah. Thì hiện tại là bây giờ Tấn đang chuẩn bị ra tới chỗ bán cả nhà. Thì hiện tại chỗ bán của Tấn là 868 đường Trường Sa, quận 3. Nó bình thường là bán ở góc đường mép bên đây nè. Nhưng mà ngồi bên đó thì rồi ngồi lề đường đó là không có bán được, là bây giờ phải chuyển sang hướng đối diện là chỗ cái quán của quán tạp hóa của cô nha cả nhà. Là giờ Tấn sẽ bỏ càng cua ra nha cả nhà. Đó thì cái quá trình Tấn làm bằng cua thì mình đã quay hết cho cả nhà xem rồi đó. Thì nếu cả nhà yêu mến Tấn thì có thể đến số giống như địa chỉ giống như nãy mình đã nói là 868 đường Trường Sa, thì Tấn sẽ bán phía đối diện nha cả nhà. Còn bây giờ mình xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo.